không sự phơi nhóm miền lủng hạt hay miền answer key chấm lại nơi hàng chọn tiền. Bạn ta sầm khán mật nét sắc xa để bàn sắc xa yul merian hay ở trong bài thông mở answer key để vào những thợ bàn. Lão dân xã là bọn tạo khỉa. Nó khả năng lùm hạt này cứ xôm bà hú đâm bay khẩm bánh, đâm bay chóp rưu bà cung. Bà cung là bác hàng kào mình mơ. Rồi biếp mơ simple sentence đâm bay khẩm bánh ở tới chì complex sentence. Rồi hạt nó dừng trâu mơ dàng mạch. Chỉ mơ ná. Nóng lệch mối cứ A. A man lives a happy life. B. The man is wise. Nó khả năng sân thân tí mùi. Sân thân tí mùi nào miền bảo mán bảo bảo nào miền pi. Miền a man hay nâng miền life. Dân khả năng chùm nào nào pi nâ. Vì miền nào mùi đại trâu thơ chi antecedent. Life có ai thơ chi antecedent bán. Man có ai thơ antecedent bán. Còn tại vì ả sài thơ lơ sân thân tí pi. Ta nó không sân thân tì bì nâng vì miền bìa ná đôi khi nha nâng sân thân tì mùi rư có bìa ná chùm nua ao niêm nó không sân thân tì mùi tế miền. Nhưng chẳng dân khơi ta em mẹn cài mọc đợi mẹn. Chẳng đợi mẹn cái lại này cứ vì chùm nua ao em mẹn nó không sân thân e. Được chân này life cái lại này mà ai thưa anh thị sản đàn bàn tì. Anh thị sản đàn cái lại này vì trâu trẻ khóc. Chẳng bọc ôn đã thầm mày tới a man, nếu chúng ta dừng vô the man, dừng vô tự đại chi sắp bình niệm chuẩn nọ với anh này nè, the man nếu dừng vô tự prau chi sắp bình niệm chuẩn nọ, chứ dừng đại hu, mình đấy bà, the man nếu mình đây tha dừng vô sắp bình niệm chuẩn nọ máu chủng nô the man ní hay vô mà đại, picrau antecedent nè, cái hai là antecedent, a man hu, cái nào hu hay antecedent predicate bảo viết ra, bảo dừng vô anh ấy tự thưa chi relative pronoun, đó. Relative pronoun hay cái subject pro who và a man who hay predicate mà viết từ ruột từ. Đối với này predicate là a man từ ruột từ cầu bình. Chẳng a man who is wise lives a happy life. Chẳng nét bà, bạn một bằng bốn bà. A man who is wise lives a happy life. Dừng bỏ prai tham mấy. Chuẩn đại miền bà nhà nó ruột nơi chỉ sọc. Rứa cơ tha bó rõ nà mà nè. Bố bó rõ đồng nà ai sẽ trầy phòng. Chuẩn và chuẩn đại miền bà nhà ruột nơi chỉ vết miền cái đầy sọc. Chuẩn đại miền bà nhà nó ruột nơi chỉ sọc. Chẳng miền này tha who is wise và nâng dân hào tha who clock bà. Attitude clock. Lúc hát tịp bì. The boy is now in hospital. He was injured in the accident. Nhưng khởi nào mình bì the boy muối nâng hospital muối. Sắp tới ai thua antecedent bàn. Bạn ta dân cùng toàn xâm rạch ta ta nào ná trâu thua antecedent. Nhưng mơ khăn sân thân tịp bì sân. Mình bìa chùm nụ boy nì tế. Mình ấy, mình, he was. Chẳng dân chạp chùm nội bà này. Chẳng bà này ta he nâng bà gọt chìa hù ai. Mình ấy bà. Hay hospital nó giọt miền bịa chùm nụ về tế được chứ nấy. Nhưng mà ai vô thua antecedent tế. Chẳng bằng bọn to thầm mấy. The boy who, cái nào who hay predicate bằng viên rốt tờ này nè. The boy who was injured in the accident is now in hospital. Lùm hát bạp nế, cái nào dừng vô dừng thua mùi plết đọc mà pay xam xài hà sập lùm hát của bạn đang bạn. The boy who was injured in the accident is now in hospital. Cả bỏ prai dân tự bỏ prai tha Kumara rư khmer pro đại bàn rôn rộp buh nô khăn ông ốp bạch tự vệ hạt nú. Pên ní nô khăn ông mình tì bệt. Thủ mục tiết nô bê đại dân riêng sắp bình niệm chung hợp hóa dân nâng bàn chạy mên khlọc bảo viết bản ná. Sắp bộ đường này khlọc viết bản ná. Hay adjective khlọc nâng chung mùa ấy. Hãy riêng hồ hai tư tiết rồi hốt ở dương ách bằng pruôn khlọc nâng dương cắt khlọc ở tư chì phê. Đôi tin ý ấy rồi biếp cắt khlọc cái lộp hú, cái lộp vó nó sao injured. Nâu trâm tại phát participle phê, prai đột khí nìa. Tô tư dương riêng chẳng bằng dương tự đọc sài ca bỏ prai ban mình lùm lùm tê bà. Phê.
Those who are behind bars, nâng mũi nè, anh sẽ have a simple sentence. They commit crimes. Those which is pronoun, pro antecedent are chỉ pronoun, hiểu thế? Và hay behind bars chỉ idiom đại diện này thà in prison, chọc cục. Bar chỉ noun đây. Dương thà ai chỉ antecedent của ban, vận tải dương cùng toàn thà. Mình đấy bà, vì vô thà sân thân tì bì miền bịa chùm nụ bà như thế, gọn miền. Chân đê commit crimes, chân đê nâng chùm nụ ai đồ, đồ chì pronoun, nó dễ đạ pronoun chùm nụ mùi tiền. Được chứ nấy, dương chọp máu thà those who, mình đấy bà, those who commit crimes, hay ban are behind bars. Nhạ tầng lại ná, đài là bọt bọt lầm mớ, rư bọt ụ kret nụ, trời chọp cục. Yeah. So those who commit crimes are behind bars. Nó không có nghĩa xa bảo lõng chôn cá cái ao dương cúng, chôn cá cái ao dương cắt. Nè, ao dương cắt, anh ấy ao màu chi simple sentence B. Hay tùm ruộng bài này hả ta complex sentences.